tới thời Lê Trung Hưng. Còn trước đó vào cái thời tiền Lý Nam Đế, tức là Lý Bí, vào năm 547 đó, thì cái ngôi chùa đó nó nằm sát sông, nhưng do cái nước sông lên xuống nên nó đã bị xói mòn và chùa đã bị phá hủy, và người ta chuyển vào khu vực cung Quý Hoa dưới triều Lý, tức là khu vực bây giờ, vào năm 1615 thì cái thời Lý Trung Hưng gia đình nhé. Và gia đình có thể trước khi mà nói tiếp về cái ngôi chùa Trần Quốc, chúng ta có thể nhìn sang bên tay phải, chúng ta thấy những cái vạch gốm li ti rất là cầu kỳ đã tạo nên một bức tranh rất là đẹp. Bức tranh này là bức tranh gốm sứ dài 4 cây số để chào đón cái dịp đại lễ 1000 năm văn hóa. Tháng 10 năm 2007 thì cái công trình này bắt đầu được khởi công xây dựng, và ngày 10 tháng 10 năm 2010 đưa vào để chào đón dịp đại lễ 1000 năm văn hóa. Toàn bộ những cái gốm mà chúng ta đang nhìn thấy đây, người ta làm bằng gốm sứ Bát Tràng, một loại gốm sứ rất nổi tiếng ở phía Bắc của chúng ta. Đó. Bức tranh này ghi lại tất cả những cái văn hóa của Việt Nam ta từ thời cổ đại cho đến hiện tại. Bây giờ chúng ta thấy những cái bức tranh mà được đặt những cái giải của những em bé thì được vẽ lên đó. Chúng ta thấy những cái hình thù trong đó trẻ thơ đấy, thì chúng ta là những cái bức tranh đã được đặt giải. Đây. Và đến ngôi chùa Bái Đính của chúng ta ngày ngôi chùa gì ạ, Trần Quốc của chúng ta ngày hôm nay, thì xin thưa gia đình thân mến, chúng ta tại ngôi chùa Trần Quốc của chúng ta, không nói về cái tên của nó lâu đời nữa, mà tại ngôi chùa Trần Quốc của chúng ta vào năm 1959, khi mà tổng thống Prasad sang thăm Việt Nam, thì đã mang tặng Việt Nam của chúng ta một cây bồ đề. Chúng ta biết là cây bồ đề Phật tượng trưng cho Phật học, và cái cây bồ đề này thì được chiết từ cây bồ đề bên vườn Thượng Uyển về Ấn Độ, nơi Phật Thích Ca đã đảm đạo thành Phật, và trồng tại chùa Trần Quốc của chúng ta. Hồ Chủ tịch đã cho trồng tại đó. Đó, nhân cái chuyến thăm, tổng thống Prasad thăm và đã có một cái bảo vật ngôi chùa. Bây giờ cái ngôi chùa đó, cái cây đó rất là lớn, rất là đẹp, và nó rất là quý giá đối với chúng ta. Thì bây giờ nếu ai theo đạo Phật, chúng ta sẽ hiểu là hoa sen thì tượng trưng cho sự thanh cao của Phật, còn đâu cây bồ đề thì tượng trưng cho Phật học. Đó, bởi vì 49 ngày đêm dưới gốc cây bồ đề thì Phật đã tìm ra cái con đường thoát khổ, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đến chiêm ngưỡng tại khu vực đó. Và ngôi chùa Trần Quốc của chúng ta được mệnh danh là đóa hoa sen giữa lòng hồ Tây, bởi vì cái ngôi chùa Trần Quốc của chúng ta nó nằm trên một cái hòn đảo, chứ nó không phải là nằm ở trên đường như chúng ta vẫn thường nhìn thấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến, và chúng ta sẽ được vãn cảnh Hồ Tây. Hôm nay trời có nắng vàng thì Hồ Tây của chúng ta cũng khá là đẹp. Đó, thì chúng ta sẽ đến và cảm nhận nhé. Cái bầu không khí thì chúng ta ra đến đây, chúng ta đang có một cái sự thay đổi không khí hơi đột ngột một chút, và cái khí hậu nó cũng đang hơi bị ô nhiễm một chút. Như chúng ta thấy, nếu trời có sương mù, nhưng cái khí hậu trong lành nó khác, mà cái khí hậu mà nó gì ạ, không trong lành nó hết. Những cái hôm trời rất là trong, thường thường thì vào cái mùa đông trời càng trong càng lạnh, đúng không? Thế nhưng mà thời tiết cứ nửa nóng nửa lạnh như thế này rất dễ gây ốm cho con người. Đây mọi người, kiến trúc rất là cao và cổ kính. Và một đây là đế thả vào bên trong để đi tham quan. Đây là cái nữa, cái bồ đề trước là lâu lắm rồi mọi người. Cái đất rừng thi. Thế nhưng mà cái niên đại của nó thì bắt đầu từ năm 1600.
Rồi, gia đình thân mến, chúng ta đang đứng ở đây, chúng ta có thể nhìn thấy những cây bồ đề lớn ở giữa kia. Những cây bồ đề lớn ạ. Cây bồ đề đó thì là tổng thống Brazil sáng tạo năm 1959. Hôm nay thì chúng ta sẽ không thể mà chúng ta đi vòng quanh được, bởi vì là các cụ vái đang cúng. Nên chính vì vậy chúng ta có thể ra đó chúng ta chụp hình không? Chúng ta không thể vào trong chùa được. Gia đình sẽ có 10 phút ở đây để chúng ta tham quan và chụp hình với cây bồ đề. Sau đó chúng ta sẽ tập trung ở đây để nhìn ra sau nhé. Rồi xin mời. Thì kiểm sát đến cây bồ đề đi ạ. Đang tối này lúc tôi đang làm rãi nhầm người.